Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các em thân mến, ở video trước chúng mình đã cùng nhau ôn tập lại những kiến thức mà các bạn đã được học ở học kỳ 2 thông qua những tiết ôn tập. Trong những video tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ đến với nội dung đánh giá cuối học kỳ 2. Phần đánh giá cuối học kỳ 2 các bạn cũng sẽ được chia ra làm nhiều tiết học tương ứng với các video. Trong mỗi video chúng ta sẽ đến với các bài tập thú vị nhằm giúp cho các bạn học sinh tiếp tục ôn tập và làm quen với kỳ thi học kỳ 2 các bạn nhé. Trong tiết đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập phần đọc các bạn sẽ đọc thành tiếng và trả lời các câu hỏi ở các bài đọc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc đầu tiên. Các bạn cùng quan sát lên màn hình. Bài tập đọc: Kiến đền ơn. Sau trận mưa bão, một đàn kiến bị sa vào vũng nước, chú chim nhỏ nhìn thấy, liền tha mấy cọng cỏ thả xuống làm cầu cho kiến. Ngày tháng trôi qua, chú chim nhỏ vẫn sống trong tổ trên cành sơn trà đầy gai. Chú không nhớ việc mình cứu đàn kiến. Một hôm có con mèo rừng mò tới tổ chim. Bỗng một đàn kiến bò ra dày đặc khắp cành sơn trà. Mèo hốt hoảng bỏ chạy. Thì ra đàn kiến không quên chú chim nhỏ cứu chúng thoát khỏi vùng nước. Theo truyện cổ Việt Nam, Câu hỏi đặt ra cho các bạn sau khi đọc đó là những chi tiết nào cho thấy chú chim nhỏ và đàn kiến đã giúp nhau thoát nạn? Đầu tiên là chú chim nhỏ tha mấy cọng cỏ thả xuống làm cầu cho kiến khi đàn kiến bị sa vào vùng nước tiếp đến là đàn kiến đã bò ra dày đặc khắp cành sơn trà để bảo vệ cho chú chim nhỏ khi con mèo rừng mò tới tổ chim như vậy thông qua những chi tiết này có thể thấy đây là những chi tiết giúp người đọc phát hiện ra hình ảnh chú chim nhỏ và đàn kiến đã giúp nhau thoát nạn bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc thứ hai bạn người đi biển hải âu là bề bạn của người đi biển chúng báo trước cho họ những cơn bão lúc trời sắp nổi bão chúng càng bay nhiều vờn sát ngọn sóng hơn và về ổ muộn hơn chúng cần kiếm mồi sẵn cho lũ con ăn trong nhiều ngày chờ khi biển lặng Hải Âu còn là dấu hiệu của điềm lành. Ai đã từng lên đên trên biển cả dài ngày mà thấy những cánh hải Âu lòng lại không cháy bùng hy vọng. Theo Vũ Hùng Câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là Người đi biển cảm thấy thế nào khi có những cánh hải Âu làm bạn? Chính xác, người đi biển cảm thấy lòng cháy bùng hy vọng khi có những cánh hải âu làm bạn đấy. Bây giờ, chúng mình sẽ đến với bài đọc tiếp theo. Mặt trời xanh của tôi, trích. Đã ai lên rừng cỏ giữa một buổi trưa hè, gối đầu lên thảm cỏ, nhìn trời xanh lá chi? Đã có ai dậy sớm nhìn lên rừng cỏ tươi, lá xè từng tia nắng, sống hệt như mặt trời. Rừng cỏ ơi rừng cỏ, lá đẹp lá người người, tôi yêu thương vẫn gọi, mặt trời xanh của tôi, Nguyễn Viết Bình. Vì sao tác giả lại gọi lá cỏ là mặt trời xanh? đúng rồi vì lá cọ có những cánh nhỏ dài như tia nắng lúc nào lá cọ cũng xòe ra sống hệt như mặt trời đang tỏa ra những tia nắng xanh tác giả yêu mến vẻ đẹp ấy và gọi lá cọ là mặt trời xanh tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập đọc lá bàn, mùa xuân lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh sang hè lá lên thật dày ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích khi lá bàng ngã sang màu lục ấy là mùa thu đến những ngày cuối đông mùa của lá rụng nó lại có vẻ đẹp riêng lá bàng mùa đông đỏ như đồng tôi có thể nhìn cả ngày không chán Năm nào tôi cũng chọn mấy lá thật đẹp Về phủ một lớp dầu mỏng Bày lên bàn viết Theo đoạn sỏi Câu hỏi đặt ra cho các bạn là Mùa xuân và mùa đông lá bài như thế nào? Rất đơn giản phải không nhỉ? Chỉ cần đọc kỹ lại bài tập đọc chúng ta có thể phát hiện ra ngay Mùa xuân, lá bàn mới nảy trông như những ngọn lửa xanh, còn mùa đông thì lá bàn đỏ như đồng. Các bạn thân mến, như vậy trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã cùng nhau đến với những bài tập đọc rất thú vị. Và ở những bài tập đọc này, các bạn đã đi trả lời cho các câu hỏi để cùng cô tìm ra những thông tin, những điều hay trong các bài đọc. Cô hy vọng rằng trong tiết học ngày hôm nay đã rèn luyện cho các bạn kỹ năng đọc và trả lời các câu hỏi để tìm hiểu bài đọc. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài đọc khác và thực hiện rất nhiều yêu cầu thú vị còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé